Kinh tế Đà Nẵng phục hồi nhanh, bước vào giai đoạn tăng tốc sau 2 năm chịu tác động mạnh của dịch bệnh. Đây là thành quả của việc điều hành nền kinh tế bằng nhiều chính sách, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp. Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng cho biết, tình hình kinh tế xã hội thành phố Đà Nẵng khởi sắc trên nhiều lĩnh vực kể từ cuối quý 1 năm 2022, trong đó có một số ngành có mức tăng trưởng cao hơn so với thời điểm trước khi COVID-19 xuất hiện. Đặc biệt, ngành dịch vụ đã tăng trưởng bứt phá, đại tỷ trọng của khu vực này tăng gần 68% trong tổng sản phẩm GRDP của Đà Nẵng 6 tháng đầu năm 2022. Quý 2 và đặc biệt là trong quý 3 thì khả năng là cái tốc độ tăng của thành phố Đà Nẵng có khả năng đạt tương đối tốt. Năm nay là chúng ta có thể là tự tin rằng là cộng đồng doanh nghiệp cũng như người dân, chúng ta chính phủ đã tiêm chủng được 2 mũi đối với những người 18 tuổi tại đây, và chúng ta rất tự tin trong cái vấn đề về kiềm chế được, khắc phục được cái COVID. Và trong thời gian qua thì tất cả các ngành cũng đã bắt đầu xúc tiến, chẳng hạn như là cái ngành du lịch đã xúc tiến những cái sự kiện, các cái hoạt động để kích cầu du lịch. Cục Thống kê Đà Nẵng nhận định quỹ đạo phục hồi kinh tế của thành phố Đà Nẵng đang bước vào giai đoạn tăng tốc. Với mức tăng 7,3% của 6 tháng đầu năm 2022, Đà Nẵng xếp thứ 28 trên 63 tỉnh thành phố về tốc độ tăng GRDP và xếp thứ 4 trong khối 5 thành phố trực thuộc Trung ương và đứng thứ 2 trong 5 tỉnh thành phố khu vực miền Trung. Quy mô nền kinh tế của thành phố Đà Nẵng trong 6 tháng đầu năm 2022 được mở rộng thêm 5.000 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2021 lên gần 57.800 tỷ đồng. Cái năm 22 là chúng ta bên cạnh những cái yếu tố được hỗ trợ, thì với hiểu biết là một người làm doanh nghiệp thì tôi có nói về cái hiệu ứng bôn, nghĩa là trong cái khó khăn á, là cái quả bám nó rơi xuống cái này nó nảy lên rất là tốt. Đó là cái sự dẻo dai của doanh nghiệp, đó cũng là cái sự gọi là cố gắng một cách rất là khác biệt của người miền Trung. Chính phủ rồi địa phương cũng tiếp tục có những cái chính sách về giảm thuế, giảm các loại thuế phí, lệ phí cho doanh nghiệp như người nộp thuế. Và trong các cái tháng đầu năm và cho đến hiện nay thì cái tình hình các cái hoạt động đã có cái sự sôi động trở lại, thì cái số thu cũng có sự tăng trưởng so với cùng kỳ. Tuy nhiên, những con số tăng trưởng của nửa đầu năm 2022 chỉ là những gam màu sáng so với thời điểm dịch bệnh. Nếu so với cùng kỳ năm 2019, thời điểm trước khi xảy ra đại dịch, thì vẫn ở mức tăng trưởng thấp. Nghĩa là quy mô các ngành kinh tế vẫn chưa trở về hoặc sắp xỉ mức cách đây 3 năm. Trong khi đó, nền kinh tế hiện vẫn đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do tình hình khu vực và thế giới diễn biến khó lường, với giá cả nguyên vật liệu đầu vào, nhất là xăng dầu tăng cao khi chịu tác động từ xung đột Nga-Ukraine. Đặc biệt, COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp khi biến chủng mới đã xuất hiện tại Việt Nam. Gói hỗ trợ cần phải đẩy mạnh cái việc giải ngân, giảm bớt các cái điều kiện để cho doanh nghiệp tiếp cận, thì sẽ sớm cái chính sách đi vào thực tiễn. Bên cạnh đó thì cần phải các cái chính sách, đặc biệt là quan tâm đến các chính sách về giá trong cái giai đoạn hiện nay. Khi thực thi các cái chính sách này thì cái sự trở lại của các doanh nghiệp cũng như là cái sự phục hồi của nền kinh tế sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch và kỳ vọng. Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, tình hình phát triển kinh tế thành phố 6 tháng cuối năm có nhiều thuận lợi theo kịch bản tăng trưởng. Sở đã tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố thực hiện một số giải pháp điều hành phát triển dựa trên các trụ cột gồm tập trung hỗ trợ duy trì ổn định sản xuất, kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022, thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh để đẩy mạnh thu hút đầu tư.